Hoa hậu Hehanye vừa khiến nhân tình được dịp phấn khích khi có màn đón tuổi mới nhân dịp sinh nhật tuổi 32. Cô được ekip tạo cú bất ngờ đánh úp ngay trong lúc làm việc. Vẻ mặt hoang mang của nàng hậu nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Ngày 15 tháng 5 là sinh nhật hoa hậu Hehanye. Những năm gần đây, Hehanye chọn đón tuổi mới theo hướng không ồn ào và không chụp bộ ảnh kỷ niệm. Năm ngoái, Hehanye mừng sinh nhật với mục tiêu xây năm thư viện thân thiện. Vì thế năm nay, ekip quyết định tặng Hehanye món quà đặc biệt chính là bộ ảnh sinh nhật dành cho cô. Trước sinh nhật 3 ngày, Hehanye có một buổi photo suốt cho dự án mới. Ekip chọn thời điểm này để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi thay đổi outfit cho bối cảnh chụp ảnh tiếp theo, Hehanye được ekip mời từ phòng trang điểm đi ra khu vực photoshoot. Cô vẫn chưa biết mình đang bị đánh lừa, vừa đi ra vừa hát và bất ngờ được mọi người chúc mừng sinh nhật. Đến lúc này Hehanye mới nhận ra là ekip đã chuẩn bị bánh kem và quà tặng cho cô, kèm theo một hộp quà khổng lồ, chính là bối cảnh cho bộ ảnh sinh nhật. Bên trong được trang trí tông màu hồng và có gương xung quanh. Ngay sau đó Hehanye đi vào hộp quà khổng lồ và được nhiếp ảnh gia bấm nhanh vài kiểu ảnh kỷ niệm mừng sinh nhật. Rồi sau đó mọi người trở lại với công việc và chụp ảnh cho dự án mới. Hehanye chia sẻ, năm nào ekip cũng hỏi Hen là muốn chụp ảnh mừng sinh nhật không. Hen nói thôi, đón sinh nhật bên gia đình và bạn bè là Hen vui rồi. Do vậy mà mấy năm nay sinh nhật Hen không có chụp bộ ảnh. Năm nay ekip tự chuẩn bị sẵn mọi thứ và lên kế hoạch để Hen phải có hình mừng sinh nhật, làm Hen rất bất ngờ và xúc động. Cảm ơn các anh chị đã luôn thương yêu và bên cạnh lo lắng quan tâm Hen. Dù bất ngờ nhưng Hehanye nhanh chóng bước vào set chụp và tạo dáng nhanh để nhiếp ảnh gia không bị mất nhiều thời gian. Bước sang tuổi 32, Hehanye vẫn tiếp tục thực hiện các dự án cộng đồng về môi trường, sống xanh và giáo dục, qua đó lan tỏa truyền cảm hứng sống tích cực cho các bạn trẻ. Hehanye cũng chú trọng vào các dự án mang tính bền vững và thực hiện lâu dài. Năm nay, Hehanye đã trồng 1 hecta rừng tại Thanh Hóa hồi tháng 3. Cô sẽ trồng 1 hecta rừng tại Đồng Nai vào cuối tháng 5 này. Hehanye cũng bật mí trong năm 2024 cô sẽ triển khai xây thêm thư viện thân thiện cùng với 7 thư viện thân thiện đã được trao trước đó. Có thể thấy, dù đã kết thúc nhiệm kỳ đã nhiều năm, nhưng hoa hậu Hehanye vẫn luôn tích cực tham gia những dự án cộng đồng, thực hiện các công tác có ích cho xã hội, mang ý nghĩa sâu sắc. Chính vì thế, mỹ nhân người Ede luôn là hình mẫu nàng hậu mà nhiều người ngưỡng mộ, trở thành nàng hậu quốc dân được lòng công chúng. Hehanye sinh năm 1992, cô là người đồng bào thiểu số Ede đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu danh giá là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Danh hiệu này cũng một bước giúp Hehanye bước sang chương mới của cuộc đời, tạo nên những dấu ấn lịch sử cho nhan sắc Việt. Trong đó, thành tích nổi cộm nhất mà đến nay fan sắc đẹp vẫn vô cùng tự hào đó là khoảnh khắc Hehanye được gọi tên vào top 5 Miss Universe 2018. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019, Hehanye với sứ mệnh của một hoa hậu, cô vẫn hoạt động hết công sức ở nhiều lĩnh vực. Cô nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế, góp mặt hàng loạt trên các sàn diễn lớn. Mỹ nhân sinh năm 1992, còn là đại sứ của nhiều nhãn hàng, giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Năm 2023, Hehanye ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đá sân sang lĩnh vực ca hát, tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và xuất sắc vào đến tận đêm chung kết.